Đường Lê Vụ, thành phố Buôn Ma Thuột khá rộng rãi, thoáng đãng, nhưng liên tục xảy ra các vụ tai nạn, hầu hết do phóng nhanh, vượt ẩu, thiếu quan sát. Đã vậy, vài tháng trở lại đây xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, càng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chị Phan Quách Anh Thư, ngày nào cũng đưa đón con qua tuyến đường này cho biết, đường mới làm được hơn 2 năm nhưng đã hư hỏng, nhiều ổ gà không khác gì bẫy người đi đường. Nếu thấy đường vắng mà không quan sát kỹ, dù có chạy đúng tốc độ cho phép, cũng có ngày sụp ổ gà, ổ voi vì xuất hiện bất thình lình, không thể né được. Em thì thường xuyên đi qua cái đoạn đường này á, thì bắt đầu mưa nhiều thì sẽ xuất hiện nhiều cái đoạn ổ voi, ổ gà. Thì khi mà ví dụ nước ngập lên mình sẽ không thấy được là xe mình sẽ đi vô cái đoạn ổ gà, ổ voi rất là nguy hiểm. Xong rồi nhiều lúc mình phải né xe á, thì sẽ phải đi trái đường. Người dân cho biết thêm khi trời mưa hoặc ban đêm tầm nhìn bị hạn chế, nước mưa lấp ổ gà, ổ voi còn nguy hiểm hơn. Nếu có phát hiện sớm cũng phải né sang trái đường đối đầu với xe khác. Con thứ hàng ngày đi học cũng yên tâm lắm, người ta bỏ canh cái ở lên ở đấy này. Nhưng mà họ phải làm như để như vậy là nguy hiểm lắm, chạy quá, chạy xe chạy nhiều nữa. Nguy hiểm khó lường, người dân chỉ có thể cảnh báo người đi đường bằng những cây xanh chất thành đống giữa đường. Nếu cơ quan chức năng không vào cuộc kịp thời, tai nạn sẽ còn xảy ra.